lại vào thăm vườn Bắc Tân. Đây các bác nhá, lần đầu tiên mà đi từ cổng vào Bắc Tân đây nhá, là có cây me rất là ghê gớm đây. Ô, có cây vú sữa đây. Cái này chắc ai gửi me nhá. Me. Đấy, còn vào các sư huynh đang đàm đạo trong này. Sâu trong này này. Để xem có cái gì mới, vì trước Tết có quay rồi. Xem có cái gì mới không nào. Đây, các sư phụ đang ít trong này. Khuôn viên nó cũng nhỏ nhỏ như này thôi, nhưng mà để được nhiều cái lắm. Đá đấy. Đấy, úi rồi, mẫu đơn hay quá. Đi một vòng vào trước xong rồi bây giờ quay lại chi tiết. Xin phép bác đã. Anh à, ấy cái hôm trước Tết cái cây này nó còn gọn gọn, bây giờ nó đã phun rồi này. Đấy, rất là nhiều cây cảnh, cây sơn liễu. Đấy, cây đa này cũng rất hay, rất thích cái đoạn này, cái đoạn này. Đấy, rất thích. Sau bể nó còn to ra nữa, nó còn hợp với cái tán này, tán nó rộng. Đấy, cũng ra đi cái chỗ này, không hiểu sao. Đấy, phê quá, phê quá. Chanh, hoa giấy này. Đấy, hoa giấy này. Có hòn đá nhét cái cây hoa gì đấy lên là đẹp mà. Chanh, hoa giấy, đá đi. Ừ, ôi xanh tốt quá. Cái này vẫn chưa mang cái này về à? Đó để làm đá mà. 10 cây làm được 7 cây và 3 cây nữa. Lá bóng của cái vườn. À, của Duy Liên. Ôi, này đẹp quá nhỉ. Nghệ thuật cao đây. Đẹp quá. Rồi làm hôm qua. Vậy, sang núi đây, đúng không? Đúng rồi. Đẹp nhỉ. Đấy, vấn đề là đấy, bây giờ cây này của khách gửi hay là của anh đấy? Của khách, của cái đây bác thì bác đang đứng ở đây này. À, đi làm cho bác qua. À, rồi đẹp quá, con đá hay quá. Bàn tay tài năng. Một cây này, địa chỉ làm đá tuyệt vời. Tình dành 16 triệu hồng hồng mai. Đang có rất nhiều linh sam với sam núi. Ai được cái thân này mà đùa đấy, thế thì nó 16 triệu. Nó như thế này thì chậm lắm. Vô cùng chậm lớn. Rất dễ sống nhưng vô cùng chậm lớn. Cái giống gì nó có hoa nó chậm lớn mà nó lại. Đấy. 16 triệu cả hòn đá này. Lão. À, thấm thủy đây. À đấy, có cái quả nghệ thuật đặc biệt đây. Gọi là đây là cách đi mới đây, đúng không anh? Đấy. Cái này đặt tên nó là như nào đây? Gọi là treo à? Chanh thôi, làm chanh treo. À, chanh bonsai đây, chanh sống đây.
Đây có bài thơ đây, khay đá bài thơ đây. Mặc vị xuân tàn hoa lạc tận, vị tiền tạc giả nhất chi mai. Ôi, bài thơ của thiền sư gì đây đúng không? Đây. Đấy, rất độc đáo. Đấy, tất nhiên là phải chuyên sâu thì mới chơi chăm tốt là được. Đang treo ở đây. À, có cái bầu đằng sau đúng không? Đấy. Đấy, đấy. Đại loại là có thể chứa được đất để cây nó phát triển tốt. Ý tưởng rất hay đấy. Đấy. Chanh sống. Tần này. Và linh sam. Đấy, rằm dày chi chít. Đây, cây đa này thì có một chút xíu này, có cái rễ vắt ngang đây rồi, nhưng mà đa thì nó khá là lâu, mặt này thì xấu hơn mặt kia, nhưng nó cái dáng dấp tổng thể cây này thì rất là hay. Vào đây mà xem thì không biết chán đâu các bạn, không biết chán. Vừa giao lưu vừa là xem cách làm đá, làm cây. Xin. Tầng tầng lớp lớp xin. Cố xì cũng hay đấy. Cô xì này cũng hay đấy. Xanh quá không nhìn rõ, không thể nhìn được. Đây, có ông mẫu đơn vừa nãy đây. Giá cả thì tiền nào cũng lấy thôi các bạn. Cứ ra mà xem được thì là hay nhất. Tiền nào cũng lấy thôi. Này, chắc anh định làm theo kiểu rừng si lên, rừng si kiểu như dáng ruối, dáng rừng ruối, rừng xanh. Đây cây hồng ngọc mai nữa anh Việt này, cây này chắc rẻ. Hồng ngọc mai. Bên kia có cây nào không anh? Dạ. Đó anh. Làm ít tư liệu cơ đã. Thấy cái gì anh? Đâu rồi nhỉ? Đấy. Từ đó. Quay hết mấy cây của anh Tân kìa. La Hán. Hôm nay có phiên chợ các bác, nhưng mà tôi đi ra chợ tôi chưa quay được cái gì cả. Thực tế mà nói thì các bác thì lại thích xem ở chợ hơn, nhưng mà em thì lại không mấy khi mua cây ở chợ. Đấy. Ở chợ nó là đại chúng hơn, nó là phổ biến hơn. Và nó có rất là nhiều cây cũng tầm tiền và nhiều người có thể chơi được. Nhưng mà cái nghệ thuật thì mình nên hướng tới cái gì nó cao hơn đúng không bác? Còn các bác mà muốn chơi một cái cây xanh bình thường ở trong nhà thì lại nó lại là cái chuyện khác. Đấy. Cây lộc vừng. Lộc vừng này thì phải cho lên một cái khay siêu, mà cứ siêu là có cái khay hoặc là đá thì rất là thú vị. Đấy, là cây me này, trầu ở cửa. Cái me này có cái lúc mà tôi vào quả nó lủng lẳng, thích lắm. Dưới này là bóng nước, các cái cảnh viết, nhưng mà bây giờ anh đang để những cái cây lên đây để gọi là lấy chỗ để. Đây này. Bệ rễ nó đây, hòn đá điếc, chùa chiếc nó đang bị đổ kìa. Đấy. Siêu quán độ đình. Kia là có cây thông nữa. Nói chung là rất là nhiều. Để sang nhà bác bên đối diện. Này, cái dưới hôm vào đang ghép đá thì bây giờ nó cũng xanh tốt, rất là nghệ thuật.
rất là nghệ thuật. Lá rất nhỏ, phần ngoại đấy, đây này, như này, này. Bây giờ gốc chính này, này nhé, như này quấn một phát đấy. Đó chính ra là từ, tôi nghĩ rằng là từ cái đoạn này trở đi là ngày xưa là ở dưới đất, còn một đoạn chính là đây này đấy, nhưng bây giờ người ta lại ngóc một đoạn này đấy, thân chính lại toàn bộ đây, rất độc đáo. Dưới là cứ cắt đoạn rễ ra là có thể nảy mầm được bác. Riêng dòng dưới nhá, xanh xi thì mặc dù rất khỏe nhưng mà cái rễ là không bao giờ nảy mầm. Đấy, nhưng dưới thì lại khác. Mỗi dòng cây nó có một cái cây hay riêng. Đấy, cái hòn đá này. Hòn đá này, hôm trước Tết ấy. Trước Tết cũng độ 1-2 tháng bác mới vào đá thôi. Bây giờ nó đã... Chỗ này thì hơi thiếu tí. Mặt sau nó đây. Đấy, mặt sau này. Bây giờ bác Việt hội tí nhá. Mực. cho con này không sợ, cho quấn chân đi để vào cho bác Việt hội tí. Đó. Sợ không? Thấy thích cây nào không? Thấy thích cây nào? Vậy anh em đang đi chơi tí. Nên bên này thì cây cũ thôi, cũng chưa có cái gì mới. Em gì ở trên? Em ngồi chơi bài nhất tí. À, vâng. À, khi dừng xi si lại đây, lại về đây hả bác? Hôm qua lại tốn qua, nhưng mà tốn qua nó bảo nó đi Lạng Sơn về muộn quá, thế là... Hôm là em mua nhưng mà hụt cái con này. Bác mua nhanh quá. Chẳng biết là trưa hay là gì. Chưa ra trả lời anh nữa. Anh đang ngồi với ai đấy? Nhìn thấy giờ nó lại khác rồi. Trước nó để hơi lông côm. Ra cũng sạch sẽ. Này. Đẹp. Đẹp không? Dầm cửa kia nó nằm núi bếp rồi. Nằm núi. Biết thằng em. Dạ vâng. Đẹp đấy. Để uống nước đi đã.